Vâng, quý vị và các bạn ơi, các bạn đã thấy đã mắt, đã con mắt với các tiết mục bùng nổ của chúng ta chưa nhỉ? Nếu các bạn còn thấy chưa đủ, ngay sau đây chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn một liều vitamin A liều cao với 5 tài tử của Bảo tàng Y Hà Nội. Đấy là ai vậy? Xuân Thành có thể cho Kim Lê cũng như tất cả các quý vị cùng xin in tư được không? Vâng, in tư hay là info của anh ấy gồm 4 chữ, đó chính là Bàng Khánh Tùng Lâm. Bàng Khánh Tùng Lâm đây. Ngày hôm nay mình rất vui được đóng góp một phần công sức của mình vào chương trình Cháu Y 1. Và thật tiếc vì chúng mình không thể gặp nhau trực tiếp, có một chương trình offline. Và như thế thì mọi người có thể nghe cả một bên ca nhạc vừa rồi được trọn vẹn hơn. Nhưng mà mình hy vọng là mọi người vẫn
xem qua livestream và vẫn enjoy được cái moment này. Và bài hát vừa rồi là một bài hát của mình mang tên Giờ Anh Phải Làm Sao. Và bài hát tiếp theo cũng như là một lời chào của mình, một bài hát cuối cùng. Mình đã trình diễn tại Trà Vinh 1 cách đây một năm trước rồi. Bài hát mang tên Cho Phép Em Thích Anh. Và chào mừng các bé Y1 đã tới HMU. Sẽ biết ngay cảm giác mà hai đứa cũng thích nhau nhưng không nói ra đâu lại càng không thể tiến sâu. Sao hôm nào mà trở lại lớp trước tiên? Ý như rằng một người trong mong mình xóa điên. Ý chỉ mong thời gian kéo dài thêm được bao nhiêu thế là em rồi. Biết em cũng như anh, biết mà biết em giống gì ngay, biết mà hết tiết cứ loanh quanh. Chỉ mong mình được chú ý anh em cứ đơn phương làm gì. Sao giờ tránh tương lai buồn đi? Sao giờ đến đây với anh thì just me.